bạn, hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một cái đàn guitar Việt Nam rất là chất lượng. Và các bạn nhìn xem, vân gỗ ảo diệu không? Tí nữa mình mới bật mí về giá nhé. Cái đàn này thì mình đã lỡ hẹn review khá là nhiều lần, tại vì cứ định làm cái là bị hết hàng. Và hôm nay thì lúc hàng vẫn đang còn, mình nhặt luôn hai cây ra để review cho các bạn. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với cây đàn guitar này nhé. Mình đang cầm trên tay là một cái đàn với mã là AC09. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết cái đàn này nhá. Cấu hình của cái đàn này là gỗ full solid với mặt tốp làm từ gỗ thông. Lưng hông thì được làm từ một loại gỗ rất đẹp, và lần đầu tiên mình nhìn mình đã bị mê rồi các bạn ạ. Đây, các bạn biết gỗ gì không? Đây là gỗ thao lao và vân nổi cườm rất là già, rất ngầu luôn các bạn. Và riêng cái đàn AC09 này thì mình thấy là gỗ là họ làm đẹp và lại rất là đều các bạn ạ. Gần như cái đàn nào nó cũng đẹp đều như nhau. Đó. Nếu các bạn đến shop thì chắc các bạn cũng sẽ rất là khó chọn đấy. Cây nào vân cũng nổi cườm, dày đẹp như nhau, nhìn nó rất là ngầu. Nhìn cái cườm của nó thì thấy nó nổi khá là giống gỗ maple các bạn. Mà gỗ maple là gỗ rất là cao cấp rồi. Đó, các bạn thấy không? Cái đàn này thì có hai finish cho các bạn lựa chọn. Một là sơn bóng đó, và hai là sơn nhám, hay còn gọi là sơn mờ lộ thớ gỗ ấy. Hai phiên bản này thì có giá ngang nhau và mình thấy nó đều đẹp như nhau. Mỗi cây cũng có cái đẹp riêng. Nếu các bạn hỏi mình cái nào đẹp hơn thì cũng rất khó để trả lời. Cái này tùy gu của mọi người thôi. Người thích nó bóng bẩy một chút, người nó thích mộc mạc, tùy các bạn nhé. Nhưng mà giá thì như nhau và chất lượng thì nó cũng ngang nhau cho các bạn. Hệ thống đường viền cho cái đàn này thì được làm từ gỗ các bạn, và rất là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Làm từ gỗ rất đẹp phía sau luôn. Đó, miệng lỗ thì cũng được khảm trai. Bộ khóa cái đàn này thì mình cũng rất là thích. Khóa đúc màu đen, nhìn ngầu ý của táo tàu, và quan trọng là nó hợp với cái thiết kế của cái đàn nữa. Đó, mình vặn thử thì khóa rất là êm các bạn. Rồi, đầu đàn thì được thiết kế, các bạn nhìn có thấy quen thuộc không? Được thiết kế theo kiểu đầu đàn của Taylor, nhưng mà được làm khá là tỉ mỉ từ nhiều lớp gỗ ghép vào nhau. Và ngoài ra thì quanh cái đầu đàn này cũng có những cái lớp gỗ bao quanh, nhìn tạo cảm giác rất là custom, nhìn có gì đó rất là khác biệt các bạn. Cái thiết kế của đàn này thì làm khá là giống guitar Taylor, cho nên cái cần đàn cũng vậy. Mình cảm thấy cầm khá là ok và bám tay. À, nói thêm đây là cần một mảnh luôn. Rồi, một vấn đề nữa các bạn rất hay quan tâm là action cái đàn này sẽ thế nào. Tại vì đàn Việt Nam thì thường thường có cái hạn chế là nó không được đồng đều. Thì xin thưa các bạn là tất cả những cái đàn Việt Nam ở shop mình thì đều được mình chọn và test trước khi bán cho các bạn. Cho nên các bạn yên tâm, mọi setup đều đạt tiêu chuẩn. Và cái đàn này cũng không ngoại lệ, action khá là thấp các bạn nhìn xem. Thấp. Nói chung là các bạn trải nghiệm trên tay các bạn sẽ thấy. Nhìn chung là thiết kế cái đàn này thì mình rất là ưng các bạn ạ. Nó làm theo thiết kế của Taylor. Mà các bạn biết là Taylor làm đã rất đẹp rồi. Ngoài ra cái gỗ của nó cũng rất là độc đáo, rất là lạ nữa. Nhưng nếu mà chỉ thiết kế đẹp không thì chưa chắc mình đã nhập về để mình bán tại shop của mình đâu. Và cái đàn này âm thanh nó cũng rất là tuyệt vời nữa. Bây giờ mình sẽ đến âm thanh nhé. Và âm thanh mình sẽ không thu âm, mình sẽ dùng điện thoại luôn để các bạn nghe có cả tiếng cả cánh các bạn ạ. Và khi các bạn nghe bên ngoài thì mình nghĩ là tiếng nó sẽ nhỉnh hơn âm thanh chỉ quay bằng điện thoại không. Bây giờ các bạn nghe nhé. Rồi, mình nghĩ là sân bóng với sân nhám thì tiếng nó sẽ như nhau thôi các bạn ạ. Tại vì đây là cái đàn cùng cấu hình mà. Thử cái sân bóng xem sao. Vang và có chiều sâu các bạn ạ. Bên cạnh nhà mình hình như hàng xóm nó đang sơn sửa cái gì ấy, cho nên nó hơi có tiếng đục. Các bạn hãy cố gắng nghe nhé. Nào. Lướt phím rất là dễ chịu luôn các bạn. Tiếng cái đàn này thì mình thấy khá là vang, nó có chiều sâu, có nội lực. Bây giờ mình thử đánh một đoạn khác nhé. Thank you.
Wow, cảm giác lướt phím khá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử quạt xem nhé. Còn đối với cá nhân mình thì trong tầm giá mình thấy đây là một cái đàn có âm thanh rất là tuyệt vời. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình review mình hay khen. Tại vì các bạn biết đấy, mình ngoài là người chơi đàn, dạy đàn, mình còn là người nghiên cứu về đàn nữa. Thường thì mình sẽ tìm hiểu khá là kỹ những cái đàn nào tốt, chất lượng trong tầm giá để nhập về shop mình. Và mình làm dần những clip review để giới thiệu cho các bạn thêm một sự lựa chọn tốt trong tầm giá. Còn tất nhiên là khi mà mình tìm hiểu cái đàn này không tốt thì mình khỏi review luôn các bạn ạ. Bên cạnh những cái đàn Việt Nam chất lượng do mình trực tiếp lựa chọn về shop thì mình cũng review cho các bạn rất nhiều cái đàn ngoại chính hãng khá là tốt trong tầm giá để các bạn có thể thêm nhiều sự lựa chọn đó. Còn các bạn mà hỏi mình là anh ơi cây này bằng giá nhau thì cây ngoại hay cây Việt tốt hơn thì cũng rất là khó để trả lời, tại vì đều là những cây mình nghiên cứu kỹ rồi, nó đều tốt, mỗi cây có một ưu nhược điểm. Các bạn thấy mình phù hợp với cái đàn nào thì các bạn lựa chọn thôi. Còn nếu các bạn vẫn muốn tư vấn thêm, tư vấn chi tiết thì các bạn hãy inbox cho shop mình nhé. Link của shop thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem clip này và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé.